Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số thông tin đáng chú ý trong tuần qua. Ngày 7 tháng 8, Mỹ chính thức tái áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế cứng rắn lên Iran, cấm chính phủ Iran mua đồng đô la Mỹ, cấm các giao dịch với Iran trong nhiều ngành công nghiệp chủ chốt như khoáng sản và ô tô. Trong sắc lệnh hành pháp đã ký, Tổng thống Donald Trump nêu rõ lệnh trừng phạt nhằm gây sức ép tài chính lên Tehran để tạo ra giải pháp toàn diện và lâu dài đối với mối đe dọa hạt nhân và những hành động xấu của nước này trong khu vực, bao gồm chương trình tên lửa đạn đạo và việc tài trợ cho khủng bố. Ngay khi lệnh trừng phạt của Mỹ lên Iran có hiệu lực, Liên minh châu Âu-EU đã kích hoạt luật phòng vệ nhằm bảo vệ quan hệ hợp tác kinh tế đầy hứa hẹn với Iran. Theo đó, các công ty châu Âu có thể sẽ bị phạt nếu ngừng hoạt động với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Ngày 7 tháng 8, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã rơi xuống mức thấp kỷ lục so với đồng bạc xanh khi mà lo ngại về sự rạn nứt trong quan hệ giữa nước này và Mỹ ngày càng sâu sắc, cũng như ảnh hưởng của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đối với ngân hàng trung ương. Ngày 6 tháng 8, Hy Lạp đã được giải ngân khoản tiền cuối cùng trị giá 15 tỷ euro trong chương trình cứu trợ kéo dài 8 năm nhằm cứu quốc gia này thoát khỏi bờ vực phá sản. Những chính sách cải cách cuối cùng mà Hy Lạp nhất trí thực hiện để đổi lấy khoản giải ngân đợt cuối này bao gồm nhiều hành động quan trọng trong lĩnh vực thuế, chống gian lận thuế, cải cách thu nhập công và giải quyết nợ xấu. Những ngày này, nắng nóng kéo dài và thời tiết khô hạn đang đảo lộn cuộc sống của người dân tại nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đặc biệt là với nông dân, khi họ đang phải tìm mọi cách để đối phó với nạn hạn hán, cứu cây trồng và vật nuôi. Quý vị, ngày 7 tháng 8, chính phủ Mỹ thông báo sẽ có thêm lượng hàng hóa của Trung Quốc trị giá 16 tỷ đô la Mỹ bị áp thuế 25% kể từ ngày 23 tháng 8. Ngay lập tức ngày 8 tháng 8, Bộ Thương mại Trung Quốc đã đáp trả bằng thông báo nước này sẽ áp mức thuế bổ sung với giá trị tương tự. Có thể nói các động thái này đã làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến giữa hai bờ Đại Tây Dương và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung một lần nữa sẽ là chủ đề trong Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Ngày 7 tháng 8, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mức thuế nhập khẩu 25% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 16 tỷ đô la Mỹ tiếp theo sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 23 tháng 8 tới. Trước đó, ngày 6 tháng 7, Washington đã áp thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 34 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc nhưng không tính số hàng hóa trị giá 16 tỷ đô la Mỹ do những quan ngại của các công ty Mỹ. Văn phòng của đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho hay sẽ có thêm 279 loại hàng hóa bị đánh thuế trong cuộc tranh cãi song phương về các chính sách của Trung Quốc. Danh sách mới trên bao gồm các sản phẩm từ xe máy cho tới động cơ hơi nước và toa tàu. Đáp trả Mỹ, ngày 8 tháng 8, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này cũng sẽ áp mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ có tổng trị giá tương đương là 16 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đã ngay lập tức đưa ra các biện pháp đối phó để đáp trả lại việc Mỹ áp mức thuế đối với 34 triệu đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc trong lần trước và 16 triệu đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc trong lần này. Trung Quốc muốn gửi đi một tín hiệu rất rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không chịu khuất phục trước bất cứ áp lực nào từ Mỹ. Các động thái đơn phương của Mỹ sẽ chỉ tiếp tục khiến Trung Quốc đưa ra những biện pháp trả đũa để bảo vệ quyền và lợi ích của chúng tôi. Những động thái trên của Washington và Bắc Kinh cho thấy cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa Trung Quốc và Mỹ trị giá khoảng 650 tỷ đô la Mỹ một năm, được đánh giá là mối quan hệ thương mại song phương lớn nhất trên thế giới. Sau khi áp thuế 25% lên hàng hóa trị giá 34 tỷ đô la Mỹ vào ngày 6 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố ngày sẽ áp dụng mức thuế lên số hàng hóa còn lại như đã cam kết trước đó. Để làm rõ hơn vấn đề này, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Christopher Jeffrey, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Anh tại Việt Nam, kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc tại Việt Nam BUV. Rất vui được gặp lại ông trong chương trình Thế giới sự kiện. Xin cảm ơn. Thưa ông, trong tuần này, Mỹ đã tuyên bố sẽ áp thuế vòng 2 đối với giá trị hàng hóa 16 tỷ đô la Mỹ lên Trung Quốc từ ngày 23 tháng 8. Theo ông, nguyên nhân nào khiến Mỹ đưa ra quyết định này? Theo tôi, một trong những yếu tố quan trọng đó là chúng ta phải nhìn vào thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
chính phủ Mỹ rất lo ngại rằng người dân đã mua nhiều hàng hóa từ Trung Quốc hơn là hàng hóa trong nước. Một khía cạnh quan trọng khác tôi nghĩ đó là vấn đề tài sản trí tuệ với số lượng công nghệ được định giá vào khoảng 450 đến 600 triệu đô la Mỹ mỗi năm lọt vào tay Trung Quốc. Và tôi nghĩ đây là một động thái đáp trả trước các vấn đề này. Vấn đề này hết sức quan trọng và chúng ta thấy là chính phủ Tổng thống Donald Trump đang cố gắng đẩy nhanh các cuộc đàm phán, đẩy nhanh các chính sách để giải quyết vấn đề thiếu công bằng thương mại. Nhưng trước đó Mỹ từng nói sẽ tìm cách giảm căng thẳng thương mại. Vậy tại sao Mỹ vẫn có động thái này thưa ông? Tôi không thể nói thay Tổng thống Donald Trump, nhưng tôi nghĩ một trong những lý do ông ấy làm như vậy là bởi vì mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra hợp lý như chúng ta thể hiện. Một trong những điều mà chúng ta phải đối mặt trên thế giới hôm nay đó là mọi thứ đều liên quan chặt chẽ với nhau. Vì vậy, bạn không thể chỉ nhìn vào vấn đề thương mại, bạn không thể nhìn vào mỗi việc bình thường hóa quan hệ hay giảm căng thẳng thương mại. Mọi thứ đều có liên hệ với nhau. Tôi nghĩ nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về chính trị, hiểu sâu hơn việc Mỹ muốn làm gì, bạn phải nhìn vào bức tranh tổng thể. Liệu đây có phải là một chiến lược đúng đắn không? Chỉ thời gian mới có thể trả lời được. Nhưng nếu bạn trao đổi với các doanh nghiệp Mỹ, với các doanh nghiệp Việt Nam, bạn sẽ thấy nhiều góc nhìn khác nhau. Và tùy thuộc vào lĩnh vực mà bạn đang làm, vào mức độ tiếp cận thị trường Mỹ hay Trung Quốc, điều này sẽ ảnh hưởng đến niềm tin và quan điểm của bạn về vấn đề này. Ngay sau đó, Trung Quốc cũng đưa ra động thái đáp trả. Ông đánh giá thế nào về mức độ leo thang trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ-Trung? Vấn đề này rất đáng lo ngại. Trọng tâm ở đây chính là từ chiến tranh thương mại. Không ai muốn chiến tranh thương mại hay bất cứ sự gián đoạn nào cả, bởi khi có chiến tranh sẽ có thương vong. Và với chiến tranh thương mại, nền kinh tế toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng bởi chuỗi cung ứng hiện nay đều mang tính toàn cầu hóa. Đây không còn là chuyện của hai quốc gia mà là của toàn thế giới. Ví dụ, các công ty tại Trung Quốc sẽ có nguồn cung ứng từ khắp nơi trên thế giới, các công ty Mỹ cũng vậy. Do vậy, bất cứ sự gián đoạn hay mâu thuẫn nào giữa hai nước sẽ không chỉ ảnh hưởng tới hai quốc gia đó, mà là toàn thế giới. Đặc biệt khi bạn xét đến quy mô của nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ, các tác động từ cuộc chiến, những hệ quả có thể xảy ra sẽ lớn hơn rất nhiều. Các mặt hàng được hai nước lựa chọn để đánh thuế lần này có gì đặc biệt không? Các mặt hàng được lựa chọn có liên quan rất nhiều đến vấn đề chính trị, chứ không đơn thuần là thương mại. Ví dụ, Trung Quốc đã áp thuế lên mặt hàng đậu nành của Mỹ. Vậy tại sao lại là đậu nành? Bởi tại Mỹ, đậu nành được trồng tại những bang có truyền thống do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số và ủng hộ Tổng thống Trump. Theo đó, việc áp thuế này sẽ ảnh hưởng chi phối nhiều hơn tới Đảng Cộng Hòa. Mọi việc sẽ diễn ra như vậy khi chúng ta đề cập đến việc áp thuế lên các mặt hàng nào. Và không chỉ việc đánh thuế, mà còn đối với các mục đích chính trị. Ở đây, thương mại được sử dụng vì động cơ chính trị để thực hiện những mục đích nhằm đem lại lợi ích cho hai chính phủ. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục cáo buộc Trung Quốc thực thi các chính sách thương mại không công bằng và đánh cắp công nghệ từ các tập đoàn của Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc cũng cho rằng động thái của ông Trump đã phá hủy những nỗ lực đàm phán cấp cao giữa hai nước gần đây nhằm ngăn chặn chiến tranh thương mại. Những động thái trên của Washington và Bắc Kinh cho thấy dường như hai nền kinh tế lớn nhất không muốn giảm căng thẳng trong cuộc chiến thương mại đang leo thang hiện nay. Vậy điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các quốc gia khác trên thế giới? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Mỹ và Trung Quốc là những nền kinh tế đầu tàu thế giới. Do vậy, cuộc chiến thương mại đang leo thang giữa hai nước này có ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế toàn cầu cũng như các quốc gia đối tác. Theo Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore, Chan Sung Sing, những căng thẳng thương mại có thể lên đến đỉnh điểm sẽ khiến nền kinh tế toàn cầu cũng như niềm tin của người tiêu dùng sụt giảm mạnh. Chiến tranh thương mại cũng có thể dẫn tới sự thắt chặt các điều kiện thanh khoản toàn cầu. Môi trường vĩ mô về cơ bản sẽ thay đổi. Để loại bỏ các ảnh hưởng tiêu cực từ việc Mỹ áp thuế, Bắc Kinh đã sử dụng các công cụ tiền tệ làm giảm giá đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ tới gần 20%. Những thay đổi chính sách thương mại của Trung Quốc đã và đang ảnh hưởng tới nhiều quốc gia trên thế giới, mà đặc biệt là ở châu Á. Hàng ngân hàng lớn tại Singapore, gồm OCBC và DBS, đã cắt giảm các dự báo tăng trưởng trong các tháng tới đối với các danh mục phụ thuộc vào xuất khẩu do các tác động của cuộc chiến thương mại.
Indonesia, nền kinh tế lớn của Đông Nam Á, đã đưa ra các biện pháp sớm để ngăn chặn các ảnh hưởng tiềm tàng, như tối ưu hóa việc sử dụng các công cụ tài chính như thuế xuất nhập khẩu, cân đối thuế nhập khẩu để các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh và có khả năng xuất khẩu. Trong khi đó, cơ quan đặc biệt về thương mại mới được thành lập bởi chính phủ của tân Tổng thống Malaysia Mahathir Mohamad vừa kết luận rằng tác động của vòng thuế quan đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc với Malaysia là tương đối lớn. Một quốc gia khác là Hàn Quốc cũng đang phải nỗ lực để đối phó với những thiệt hại liên đới. Nguyên nhân của việc này là do Hàn Quốc là nhà xuất khẩu lớn các bộ phận trung gian, bao gồm các linh kiện sẽ được xuất khẩu để lắp ráp tại Trung Quốc và sau đó bán sang Mỹ. Chỉ khoảng 5% hàng xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc là hàng tiêu dùng và 95% là các phụ tùng trung gian. Các công ty sẽ phải điều chỉnh chiến lược. Trên thực tế, tất cả mọi thứ đều liên quan chặt chẽ với nhau. Vì vậy, tôi nghĩ về lâu dài, nhiều công ty Hàn Quốc sẽ phải chịu nhiều loại thuế quan hoặc các lệnh cấm vận kinh tế, nhưng các vấn đề này lại liên quan đến chính trị, rất khó cho các công ty quyết định nên làm gì. Nền kinh tế Việt Nam cũng có thể chững lại đáng kể bởi tác động từ cuộc chiến thương mại giữa hai siêu cường Mỹ-Trung. Việt Nam sẽ phải tìm cách kiểm soát giá trị đồng nội tệ, bởi nếu phá giá đồng tiền Việt Nam so với đô la Mỹ thì sẽ là cách đối phó hữu hiệu với việc đồng nhân dân tệ giảm giá, nhưng điều này cũng sẽ làm lạm phát tăng cao. Trái ngược với những lo ngại ở những quốc gia trên, giới chức Thái Lan lại lạc quan khi nhìn thấy những tác động bề nổi của cuộc chiến thương mại. Bộ trưởng Thương mại nước này nhận định, sự căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc lớn sẽ tạo ra một thị phần lớn hơn cho thực phẩm Thái Lan tại các siêu thị ở cả Mỹ và Trung Quốc. Việc áp thuế qua lại lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc cũng có thể mang tới nhiều cơ hội cho Liên minh châu Âu-EU. Thứ nhất, điều này có thể cho phép các công ty châu Âu đạt được lợi thế cạnh tranh so với các đối tác Mỹ tại thị trường Trung Quốc. Thứ hai, Mỹ sẽ làm tổn hại danh tiếng của mình trên thị trường quốc tế. Điều này cho phép EU trở thành đối tác thương mại toàn cầu được ưu tiên lựa chọn trong các khu vực kinh tế chiến lược. Các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ có khuynh hướng kinh doanh với các công ty châu Âu nhiều hơn. Điều này sẽ thúc đẩy lợi nhuận của các tập đoàn lớn của châu Âu, mang đến những tác động tích cực tổng thể đến tổng sản phẩm quốc nội. Thưa ông, với các lệnh đánh thuế qua lại như vậy, liệu các nước có thương mại với Mỹ và Trung Quốc như Việt Nam sẽ bị tác động trên những khía cạnh nào? Tôi cho rằng cho đến nay, chúng ta vẫn chưa biết được điều này. Và một điều thú vị mà tôi có thể nói, đó là một người vừa có thể là người thắng và vừa là người thua khi nói đến việc áp thuế giữa Mỹ và Trung Quốc. Ví dụ, nếu các mức thuế cao bị áp vào hàng hóa của Trung Quốc, thì rất có thể các công ty sẽ tìm cách để đặt trụ sở tại các quốc gia khác, chẳng hạn như Thái Lan và Việt Nam, nhằm giảm chi phí khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Và với mối quan hệ thương mại gần gũi giữa Việt Nam và Trung Quốc, tôi cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể có lợi từ việc này. Nếu Việt Nam mua phụ tùng và nguyên liệu thô từ Trung Quốc, thì có thể tác động đến việc xuất khẩu những sản phẩm đó sang Mỹ. Bởi vậy, tôi cho rằng chúng ta vẫn chưa có được tầm nhìn chính xác về những ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng ta phải nhận thức rõ rằng Việt Nam là nền kinh tế mạnh mẽ và năng động. Bởi thế, Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng tình hình hiện tại để thúc đẩy thương mại, khiến cho toàn thế giới biết được và hiểu được rằng Việt Nam có thể sản xuất những sản phẩm với chất lượng cao. Vấn đề cốt yếu ở đất nước các bạn đó là việc gia tăng giá trị. Các bạn cần hiểu rõ rằng lực lượng lao động, nhà máy, năng suất lao động đều là những nhân tố có thể gia tăng giá trị. Ông có thể cung cấp cho khán giả VITV ví dụ cụ thể hơn về tác động tới một nước xuất khẩu. Trong trường hợp Trung Quốc chịu tác động nặng nề từ cuộc chiến thương mại với Mỹ, thì các nước, ví dụ như Hàn Quốc, vốn là quốc gia xuất khẩu số lượng lớn các linh kiện công nghệ cao sang Trung Quốc, có thể bị ảnh hưởng. Một ví dụ khác là Malaysia và Thái Lan. Đây đều là những quốc gia sản xuất các linh kiện trong dây chuyền cung ứng của Mỹ. Một khi dây chuyền sản xuất này bị ngừng lại, điều này chắc chắn có ảnh hưởng đến các quốc gia kể trên. Một nội dung quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ, đó là việc chuỗi cung ứng của một quốc gia này không chỉ giới hạn với các quốc gia láng giềng mà còn với toàn thế giới. Bởi các linh kiện được sản xuất từ nhiều nơi như Brazil, châu Âu, Trung Quốc. Chẳng hạn như nếu chuỗi cung ứng từ Trung Quốc gặp trục trặc, điều này sẽ gây cản trở đến việc sản xuất máy bay Boeing tại Seattle. Chỉ cần thiếu một linh kiện lắp ráp máy bay, Mỹ không thể sản xuất thành công một chiếc máy bay và nước này sẽ phải mất thời gian tìm nhà cung ứng thay thế. Điều này phản ánh sự phức tạp của chuỗi cung ứng toàn cầu. Một mặt, chuỗi cung ứng sẽ giúp các nước sản xuất các sản phẩm và dịch vụ với giá thành cạnh tranh. Song mặt khác, nó sẽ khiến việc sản xuất trở nên phức tạp hơn. Ngày nay, môi trường kinh doanh gói gọn trong hai từ, phức tạp.
bởi chuỗi cung ứng đều là đa quốc gia, khách hàng tiêu thụ sản phẩm cũng đến từ nhiều nước khác nhau. Do đó, chỉ cần một tác động nhỏ từ một quốc gia nào đó sẽ có tác động vô cùng nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu. Trong trường hợp này là Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế hàng đầu trên thế giới. Ông vừa nói về những lợi ích, vậy doanh nghiệp Việt Nam có thể thu được lợi ích từ những lĩnh vực nào? Tôi cho rằng lĩnh vực công nghệ cao là một lĩnh vực lý tưởng có khả năng nâng cao chuỗi giá trị. Ví dụ như lĩnh vực sản xuất phụ tùng, vốn đang được vận chuyển từ Đài Loan đến Trung Quốc để lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm. Với các mức thuế cao mà Mỹ áp đặt lên Trung Quốc, các công ty sẽ tìm cách tìm kiếm một quốc gia mới để làm trụ sở, và Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội. Có thể các nhãn hàng nổi tiếng sẽ tới Việt Nam và sản xuất các sản phẩm hàng đầu ngay tại đây. Ngoài ra, một lĩnh vực mà tôi muốn đề cập là may mặc. Lượng sản phẩm may mặc mà Mỹ nhập khẩu là rất lớn, trong khi đó Việt Nam vốn đã rất nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu may mặc và sản phẩm may mặc cho thị trường toàn cầu, nên rất có thể sẽ có nhiều công ty chọn Việt Nam là điểm đến của họ. Vâng, nhưng tôi cũng tin rằng có những lĩnh vực mà Việt Nam sẽ bị tác động xấu. Đúng vậy, sẽ có người chiến thắng và kẻ thua cuộc trong cuộc chiến tranh thương mại này. Lấy ví dụ, hiện nay Việt Nam là quốc gia sản xuất các linh kiện và phụ tùng cho Trung Quốc. Trong trường hợp Trung Quốc không thể bán các sản phẩm của mình cho Mỹ, thì nước bạn sẽ gặp rắc rối lớn bởi Trung Quốc sẽ ngừng việc mua các linh kiện và phụ tùng từ Việt Nam. Có thể nói, thương mại là một mạng lưới vô cùng phức tạp. Việc định đoạt hoặc đánh giá xem nước nào sẽ giành chiến thắng hoặc thất bại trong một cuộc chiến thương mại chưa bao giờ là một việc làm đơn giản hoặc dễ dàng. Thế nên, vấn đề chính mà chúng ta cần lưu ý là đừng nên quá tập trung vào việc sản phẩm nào sẽ bị đánh thuế, mà hãy nghĩ về toàn bộ chu trình thương mại. Bởi vì không chỉ những người nông dân, những nhà sản xuất mới đóng góp vào việc làm ra sản phẩm, mà là cả một mạng lưới rộng lớn. Do đó, theo tôi, sẽ có quốc gia chịu thiệt hại nặng nề từ cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng Việt Nam có đủ khả năng để đương đầu với những tác động từ cuộc chiến này. Câu hỏi được đặt ra là các doanh nghiệp, chủ lao động và người lao động Việt Nam có thể phản ứng nhanh nhạy và chủ động thích ứng trước các tác động đến đâu. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã có thể thích ứng, tăng trưởng và phát triển vô cùng nhanh nhạy. Do đó, trong một cuộc chiến tranh thương mại, những quốc gia nào có khả năng ứng biến nhanh và thông minh thì quốc gia ấy sẽ thành công. Và trong rất nhiều trường hợp, Việt Nam đã chứng tỏ mình đã làm cũng như sẽ làm tốt điều này. Nhìn chung, cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ sẽ gây bất ổn đến kinh tế toàn cầu. Đây là điều mà Việt Nam cần phải lo ngại. Cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả EU. Và nếu EU bị tác động, theo đó khối này sẽ cắt giảm nhập khẩu các sản phẩm nói chung, thì rất có thể khối này cũng sẽ cắt giảm việc mua các sản phẩm từ Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam nên làm gì để bảo vệ bản thân trước cuộc chiến thương mại này thưa ông? Theo tôi, khía cạnh quan trọng nhất mà các doanh nghiệp Việt Nam cần làm là nâng cao năng lực sản xuất. Điều này không chỉ thể hiện ở việc xây dựng các nhà máy, mà còn nằm ở việc đào tạo các kỹ năng làm việc cơ bản. Nếu làm được điều này, đất nước bạn có thể nâng cao năng suất lao động lên một tầm cao mới, qua đó tiến đến việc mở rộng sản xuất các mặt hàng có chất lượng và giá trị cao hơn, và cuối cùng là tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng nền kinh tế tri thức, trong bối cảnh chính phủ và các doanh nghiệp Việt luôn ý thức đẩy mạnh nền công nghiệp 4.0. Những gì mà các bạn cần làm là chuẩn bị sẵn sàng và có các biện pháp để thúc đẩy công nghiệp hóa bằng cách trở thành một trung tâm công nghệ cao có khả năng thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư và đặt trụ sở kinh doanh, cũng như xúc tiến thương mại toàn cầu. Theo tôi, Việt Nam có đủ khả năng để nâng cao tay nghề lao động, giá trị dịch vụ, thúc đẩy các dự án đầu tư cỡ lớn, cũng như tránh khỏi kịch bản chiến tranh thương mại, bởi vì bạn không thể đánh thuế tri thức mà chỉ có thể đánh thuế các sản phẩm. Do đó, bạn sẽ phải tìm cách để bảo vệ nền kinh tế tri thức bằng cách thực hiện các chính sách đảm bảo sự tăng trưởng của nền kinh tế, cũng như tạo môi trường đầu tư thuận lợi và lành mạnh cho các doanh nghiệp nước ngoài. Một lần nữa, cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Thưa quý vị, nếu các bên không sớm tìm được một giải pháp, điều này sẽ thực sự dẫn đến một hậu quả khó lường. Và có lẽ trong giai đoạn này, các doanh nghiệp Việt Nam nên sớm có sự chuẩn bị để đối phó với cuộc chiến thực sự xảy ra. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.